hôm nay mùng 1 Tết, hai vợ chồng em là đi ăn trực đây. Bây giờ sẽ bắt xe buýt 117 đi tới nhà của ông Khách Hòn, ông chồng á, ở Happy Valley nhà đen. Mình bắt xe buýt 117 đi tới đó, còn tầm thưa đi hơn 10 đến 30 phút. Đây là đi xuống để chờ xe buýt này. Khu này là cái đường hầm dưới biển, nối từ Kowloon to Kota Central. Xe buýt nó cũng thưa giờ, tại vì hầu hết mọi người nghỉ không đi lồn á, nghỉ ăn Tết không đi lồn, cho nên nó im ắng hơn bình thường. Bình thường xe cộ tấp nập, kẹt xe tùm lum hết, còn ngày Tết ngày lễ là nó ít lắm, đường xó nó nhắm tanh rộng rãi thôi. Cái khu này, khu nhà giàu sống, cho nên nó vắng tanh luôn, hiếp chưa. Trời ơi, tôi đi vào là tôi mệt hổ luôn, hổ rất cái tanh, nó yên mén quán tanh luôn. Đi tới nhà ổng đây, khu người giàu sống có khó yên lẹ không mốt nữa. Đi ăn trực chị mà mệt quá, đi bộ. Cái xe buýt nó dừng ở phía ngoài đường á, nó không đi vào bên trong này được, nên là phải đi bộ. Đây lưu vô nó tới rồi, đây số 41. Xe buýt nó không đi vào phía trong này. Khu nhà giàu sống chỉ có xe ô tô riêng cá nhân đây thôi. Khu này không có xe buýt, taxi thì có, không có xe buýt lớn. Nên là phải đi bộ. À, 41 Michael. À, để coi thử đi như thế nào. Đây là vị trí nhỏ ổng rồi đó. Tới nhỏ ổng rồi nè. Tầm 4. あ、そう、これスリッパどうぞ。はい、はい、はい。足冷たくなる。
cái nhà. À, cũng như chưa. Cái nhà nó rộng quá. Đây là cái nhà vệ sinh nha. Nhà vệ sinh rộng ra chưa? Rửa tay trước nha. Ở cái phòng khách của ông là nhà lớn hơn cái phòng của mình. Rồi cái TV ra đây. Ôi. Ôi. すごいいっぱい。こんなにあったんです。あ、差し上げ。お、 entertainment ね。 すごいですね。 entertainment ね。 全部名前入ってる。そう入れちゃうんですよ。すごいね。プロフェッショナルね。うん、プロフェッショナル。でさ。いや、あんこだよ、どうも。ギター、ギターも、もかかんも入れてんじゃん。150周年の資生堂です。に、うん、にす、こ、昆布、うん、昆布、昆布ク、クッキング、昆布ロー、昆布ロー、うん、納豆、納豆アンド、ツナアンドスキ、納豆ツナアンドスキ、サーシミ、うん、サーシミ、ジンジャー、うん。Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Đi ăn chực đây, đi ăn chực. Nhà rộng, nhà dài cũng phát. Bully fish. Bully fish. And daikon. Daikon already? Why? Okay. Why? テレビ見ないですよね、いつもね。見るわけないよね。まあ、そうですね。バイ。サムスーポー、インチョースティック。ビア、モンコク。はい、ケーナイ。で、トゥホンホン、テイ、ハッピーバレー。Giờ từ Happy Valley đi Hồng Hôn. Bây giờ ăn xong rồi đó. Lên xe đi về lại nhà đây. Đấy là đi xuống. Cái tâm cảm cơ sẽ không cuốn theo thời thị. Chống sự than cảnh nát hạt xấu. Hồng Hôn Station. Đi bộ đi nhà. Đâm chụp. Được chưa được bên gì nữa. Mùng 1 Tết. Thôi chồng đi ăn chực. Còn có được chứ rượu đem về nữa.